Ở tập trước, cô bé bán diêm và mèo nhỏ đến bên cửa sổ nhà Tom và thèm thuồng nhìn ngỗng quay bánh kem. Mẹ Tom muốn cho cô bé miếng bánh, nhưng Tom đã xua chó dọa cô bé và mèo nhỏ chạy mất. Mãi nghĩ về chuyện cũ mà cô bé quên mất giờ đưa mèo nhỏ đến nhà thờ tìm chủ. Khi tiếng chuông rung lên, cô bé vội vàng bế mèo nhỏ định chạy đến nhà thờ thì lại bị chó của Tom chặn đường. Chó Hoang, mình không làm gì cậu, nên cậu cũng đừng gầm gừ mình vậy chứ. Tụi mình đang có chuyện đó phải đi, xin cậu đó. Cậu không đánh nổi cậu ấy đâu, cậu nhỏ bé như vậy làm sao đánh được chứ. Nè, đừng lại gần đây. Chúa ơi, mình chạy nhầm đường rồi. Đường này vòng qua nhà thờ còn xa hơn. À! Đừng cắn! Cậu thật dũng cảm đó mèo nhỏ. Cậu đã từng đánh nhau với chú chó ấy rồi sao? Mèo nhỏ, cậu hãy leo lên mái nhà thật cao trốn đi. Chó Ngoan, mày có ở đó không? Nhanh về nhà nào, sắp tới tiệc giao thừa rồi, mày sẽ bỏ lỡ món ngỗng quay đó. Cậu ta dọa mèo nhỏ sợ chạy mất rồi. Mèo nhỏ ơi, cậu đâu rồi? Phải nhanh đến nhà thờ thôi. Mình phải chạy thật nhanh đến nhà thờ để gặp Anna và cha mẹ của bạn ấy. Mình phải giữ chân họ lại, chờ mèo nhỏ quay về. Cha đã tìm trong nhà thờ và xung quanh đây rồi, nhưng không thấy mèo nhỏ của con. Làm sao đây cha? Chúng ta tìm khắp nơi mà không thấy mèo nhỏ. Mẹ xin lỗi con, sức khỏe của mẹ không được tốt, nên sau lễ Giáng sinh vừa qua, chúng ta không thể quay lại đây tìm mèo nhỏ được. Không phải lỗi của mẹ đâu ạ. Người ta nói mẹ bị lạc ở đâu sẽ ở yên đó để chủ đến đón mà. Sao mèo nhỏ của con lại không chờ con đến đón? Cha sợ rằng mèo nhỏ của con đã gặp chuyện xấu. Có thể cậu ấy đã gặp được một người tốt bụng rồi. Họ đã mang cậu ấy về nuôi và yêu thương cậu ấy thật nhiều như con vậy đó Anna. Thật không mẹ? Anna bé bỏng của mẹ, mẹ tin là như vậy. Mèo nhỏ là một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu mà con. À, con gái à, qua năm mới cha sẽ mua cho con một bạn mèo khác nha. Bây giờ chúng ta nên về nhà thôi. Nhà chúng ta rất xa nhà thờ, nếu không về nhanh sẽ qua giờ đón giao thừa đó. Em vẫn muốn tìm mèo nhỏ sao? À, em đang tìm một em bé bán diêm rất là đáng yêu và lễ phép. Em đã hứa sẽ mua diêm giùm cô bé ấy sau lễ cuối năm. Đêm nay là đêm giao thừa, chắc cô bé ở nhà đón giao thừa cùng gia đình rồi. Chúng ta mau về thôi. Ừ. Phải nhanh lên, mình phải chạy nhanh lên. Mèo nhỏ, may quá, mình tưởng cậu chạy đi lạc nữa rồi. Nhanh lên, chúng ta sắp đến nhà thờ rồi.
Bé cưng, sao con lại chạy ra đây vậy hả? Con gái yêu quý của cha, chúng ta về nhà thôi con. Chắc là mèo nhỏ đã đuổi kịp họ rồi.